Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Trong tháng 8, khẳng định sẽ là thời điểm cực kỳ thành công của bạn. Chắc chắn, bạn sẽ nhận được những thành quả như ý. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ, chịu khó thì trong tháng 8 âm lịch, không những tiền để túi mà công danh, sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh là tang đố mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhớ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng, biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách họ lại rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất coi trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc của họ. Họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Người tuổi Tý sinh năm 1972 trong tháng này gặp khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần lo lắng. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong tháng này. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính đến chuyện lâu dài. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Kỷ Âm Thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là vị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tý cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất về sự nghiệp, quan vận. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 tháng Kỷ Dậu, đường công danh sự nghiệp của gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, cần chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp. Có điều nếu không nhanh chóng nắm bắt, rất dễ bỏ lỡ thời cơ. Thành quả tuy có nhưng chưa tới mức rực rỡ. Với những người làm chủ thì tháng này không phải là quá may mắn với bạn. Môi trường, thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu khiến áp lực kèm theo không ít. Đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ.
để cho vận trình sức khỏe và sa đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng 8 âm lịch mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho tuổi Nhâm Tý. Thậm chí bạn còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì chưa thật sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích cho mình nên bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đó. Gia chủ cũng cần chú ý có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em, bạn bè, nghiêm trọng hơn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm, tiền tài mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tinh xuất hiện nên gia chủ Nhâm Tý cần phải chi tiêu rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không cần đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà nên phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, hoặc là bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Sa Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Từ đó, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không xi bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đối với sức khỏe của tuổi Nhâm Tý trong tháng này. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cũng sẽ gặp đúng thầy, đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Thầy Sa Cát khuyên các gia chủ Nhâm Tý cần tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là làn da, mái tóc, bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Các gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Sa Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Tý. Tử vi tính duyên tháng này báo hiệu, dù là nam hay là nữ, mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên, tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút. Nếu gặp được, cần chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Với những người đã yên bề xa thất, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn, luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó, sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha, người mẹ trong gia đình. Hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Ngoài ra, đào hoa phượng cũng có thể gây tác dụng ngược, nhất là với nam mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải. Chú ý giữ gìn để tránh xa cám dỗ. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục, Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 8 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 8 năm 2022,
tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hòa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Canh Ngọ, có nạp âm là Lục Bạc Thổ. Đây là hai ngày không được tắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của mình vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Tý, có nạp âm là Tam Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Đinh Sửu, có nạp âm là Sàn Hạ Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.